tại bò tư chiến nay ngày 27 tháng 1 năm 2021, bò ngoại tại gồm có bò bê, thóc kem. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa nó chạy bò xem cùng tham khảo. Nếu chuẩn chốt và cặp bò bổ béo thì dự tính bò đến tại bò xem cùng tham khảo. Chuẩn chốt và cặp bò bổ béo thì tại bò cũng xe nhà giao tận nơi ha. Mình giao cái lô bò này cho anh khách này ở Hậu Giang, anh bắt có ba con về Hậu Giang. Con này với con 3B về Hậu Giang. Còn con bò số 2 này giao cho anh khách ở Tân Nguyên, Bình Dương, cũng bắt rồi chuyển khoản qua 5 triệu. Con bò này giao về khách Tân Nguyên, Bình Dương, chuyển khoản ngoài 5 triệu rồi chở giao. Địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhuận, Phú Tân, huyện Cà Bắc, đây tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa tính nuôi bò đến trại bò xem cùng tham khảo ha. Thấy chuẩn chốt và cặp bò bổ béo thì trại bò nó xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Có xe nhà đổ dầu đi, hai con một con cũng giao luôn. Ngày mai tiếp tục mình quay một xe. Một xe đầy nữa. Cái lô thóc kem 3B. Con số 2 này giao cho cái khách này ở Tân Nguyên, Bình Dương, bắt rồi chuyển khoảng qua 5 triệu rồi. Còn ba con này thì giao về Hậu Giang, ngày mai giải giao Hậu Giang. Chuyến sau về tại bò mình ngày 28 29 là tại bò về hai xe gồm có 23,5 triệu là có giá bán ha, 23,5 24,5 là có giá. Thóc kem 3B. Địa chỉ trại là Hương Lộ 19 gần ủy ban xã Nhuận, Phú Tân, tại tỉnh Bến Tre.